Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Căn cứ công văn số 94/SGDDTGDTRHGDTX ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEAM cấp tỉnh năm học 2022-2023 nhằm chuẩn bị tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp năm học 2022-2023. Hội đồng khoa học trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường. Đến với cuộc thi năm nay có 7 sản phẩm tham gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học xã hội hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật nuôi trồng và môi trường, phần mềm hệ thống. Và sau đây là video mà chúng tôi ghi nhận được trong lúc diễn ra hội thi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là Nguyễn Lê Phương cho một lớp 10A6. Đề tài của chúng em là làm về web quản lý tương tác trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ RFID. Đầu tiên là lý do chọn đề tài. Hầu hết các trường học trên cả nước ta nói chung và địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng đều đã và đang chuyển đổi từ hình thức quản lý hồ sơ học sinh truyền thống sang hồ sơ điện tử. Đó cũng là xu thế chung cho thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Tuy nhiên, về phía nhà trường, kiểm tra việc thực hiện nội quy cũng như thống kê các thông tin liên quan đến vấn đề này còn mất rất là nhiều thời gian. Về phía các bạn học sinh, việc điểm danh tại lớp, việc thống kê điểm và báo cáo qua sổ sách mất rất nhiều thời gian và khó khăn. Mô hình điểm danh bằng QR code của nhà trường năm qua đã đem lại nhiều thuận lợi cho các bạn. Nhưng bên cạnh đó còn một số hạn chế với các bạn là giờ cao điểm, vào khoảng 6:50, các bạn vô học rất là đông. Nên check QR máy giải mã không kịp nên còn bị đùn khiến các bạn phải chờ nhau. Ở một góc độ quản lý khác, thầy giám thị kiểm tra việc thực hiện nội quy của các bạn học sinh bằng cách truyền thống ghi sổ và thống kê, nó còn mất khá là nhiều thời gian. Cho nên là chúng em chọn thay đổi cái phương pháp. Vì những lý do trên, chúng em nghiên cứu và chọn đề tài thực hiện web quản lý tương tác trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ RFID, góp phần giúp trường quản lý học sinh hiệu quả và tiện lợi hơn, giúp các bạn có môi trường học tập hiện đại, an toàn và giúp gia đình học sinh theo dõi việc học của các bạn nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn. Về phần giả thuyết khoa học thì trên cơ sở tôn trọng cách thức quản lý học sinh của nhà trường trung học phổ thông Vị Thanh hiện nay bằng QR code, chúng em nhận thấy được một số hạn chế của hệ thống này và chúng em đang tìm phương pháp khắc phục, thay thế và bổ sung thành trang web ưu việt hơn, thuận lợi hơn, đa tính năng hơn, cụ thể như là 1. Điểm danh các bạn của trường bằng chip RFID gọn nhẹ và đặc biệt hệ thống nhận diện chip rất nhanh và chính xác, có thể mở rộng thành đầu đọc tầm xa trên 5m. 2. Là bổ sung thêm phần mềm app trên điện thoại cho giám thị check các lỗi vi phạm về tác phong của các bạn học sinh. 3. Là tạo ra một trang web bổ sung, cập nhật các tài liệu của giáo viên upload lên, từ đó các bạn có thể tham khảo thêm trong quá trình học tập. Đây là một số cơ sở dữ liệu để cho các bạn có thể tham khảo là gồm các môn là toán, văn, tiếng Anh, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Thì những cái tài liệu này là đã được các bạn cô duyệt và úp lên đây để cho các bạn học sinh có thể vào để tham khảo tài liệu có sức là an toàn và hiệu quả. Em ví dụ như là môn toán. Môn toán thì có 3 khối, khối 10, khối 11 và khối 12. Thì em sẽ tích vô khối 10 để cho ban giám khảo xem. Gồm có toán bắt lý thuyết, kiểm tra giữa kỳ 1 và kiểm tra học kỳ 1.
Đây là một video khi là các bạn muốn tìm hiểu về một cái dữ liệu học tập nào đó thì đi lên đây thì sẽ có cái video như thế này, có thể là dạy cho các bạn học. Các bạn học sinh chỉ cần đeo thẻ học sinh có gắn chip đi vào cổng trường là hệ thống
điểm danh, tạo cơ sở dữ liệu học liệu số nhiều hơn cho các bạn học sinh đủ tài nguyên học tập, có thể số hóa thư viện nhà trường phục vụ nghiên cứu và học tập cho giáo viên và học sinh, nhà trường cũng có thể tương tác với học sinh và phụ huynh học sinh nhiều hơn. Kết luận sau khi thực nghiệm, chúng em thấy rằng đề tài có tính khả thi cao, hệ thống này mang tính cải thiện và tiện lợi hơn, giá thành lại rất hợp lý so với các mô hình quản lý học sinh trước đó. Đặc biệt, hệ thống bổ sung thêm trên app điện thoại giúp giám thị có thể kiểm tra và thống kê việc tuân thủ nội quy của học sinh rất thuận lợi. Bên cạnh đó, trang web cũng ban đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về học liệu số giúp các bạn học sinh tham khảo thêm về học tập và thuận lợi cho giáo viên trong việc giao nhiệm vụ cho các bạn. Dạ, thì sau đây là em xin quét thử này cho ban giám khảo xem. Nãy anh có chiếu giá rồi đó. Không, hồi nãy anh nói được 5 mét thầy Sơn ơi, mình đứng 5 mét thử coi nó điểm danh mình không thầy Sơn. Tại vì nó nói là, nhưng mà cũng lần được từng em vô một hay là đi nguyên một nhóm thì lúc này nó quét như thế nào cơ? Dạ, đầu tiên là về cái phần 5 mét thì cái đó mình sẽ mua một cái khác nữa, tóm lại là cái khác, chứ không phải cái này. Cái này thì nó cải thiện về cái QR code cũ là nó nhanh hơn, nó không có lo vật cản. Tức là nó nhanh hơn thôi, chứ không phải là quét từ xa được. Giá thành, dạ đúng rồi, dạ giá thành thì nó sẽ rẻ hơn cái phần cái QR code cũ là 1/3. Cái này giá thành em mua là chỉ 120.000 một cái vậy thôi. 120.000 cái. Dạ, cái này thì nó không lo vật cản, là nó sẽ cắt một cái bàn tay, một cuốn tập hoặc là... Tức là chỉ được cái là không có vật cản thôi. Dạ, với lại... Cái cũ là nhiêu tiền? Dạ, cái cũ là khoảng 300. Cái cũ là cái gì vậy? Dạ, cái đang quét bây giờ là 300 mấy. Dạ. Cộng nó quét vô đó. Không, cái thẻ theo học trò đó. Cái thẻ hả? Ừ. Dạ, đây. Ừ, chi phí làm cái thẻ. Chứ cô không hỏi, cái chi phí làm cái thẻ của con là nhiêu tiền? À, dạ, hôm cô là cái chi phí làm cái thẻ của chúng em là chỉ có 1.000 mấy một cái, là chúng em đặt ở trên một cái trang bị internet đó. Tức là 1.000 mấy một cái hả? Dạ. Khi mà mình đặt lại với một cái số lượng nhiều quá thì nó sẽ tại vì rẻ hơn. Nhưng mà còn cái đó mục đích mình tại sao mình không ở được? Cái đó chưa phải là thẻ từ phải không? Cái thẻ con đang cầm không phải là thẻ từ. Dạ. Cái báo cáo của con là sử dụng thẻ từ đó. Dạ. Cái báo cáo của chúng con là sử dụng cái thẻ điện từ đó là chỉ là cái hướng phát triển của em. Cái tên đề tài đó là cái hướng phát triển. Cô trẻ con. Dạ cô, cái này nó cách dự cảm. Cô biết rồi, nó chỉ dắt cách vật cản thôi chứ không từ xa được. Dạ. Đúng không? Tức là nó cũng phải đi sát vô. Dạ. Tức là không phải là cách 5 mét nhưng... Tóm lại là cái thẻ mà nó đang
chiếc giá 1000 mấy á hả? Cái này phải đặt hàng. Nó phải dán con chiếc vô. Nhưng mà có nghĩa là mình phải đặt hàng trên mạng hết. Rồi. Là cô gửi trả nè con. Lấy cái danh sách để tích hợp con chiếc nó vô cho mình. Mình biết lấy được. À, để đặt hàng. Rồi cô hỏi con mấy cái hỏi không? Dạ không, cái này nếu mà sau này mình phát triển thì mình sẽ là nhà trường quản lý. Và khi mà quản lý
trường cấp quyền thì mới có thể vào được, nhưng mà cái này thì chỉ có trường quản lý nè. Như vậy là hai cái đó nó kết hợp liên hay là chung với nhau? Cái phần mà học sinh sử dụng, cái liên mà để học sinh sử dụng đó, rồi cái liên mà để quản lý đó, là hai cái đó là cùng hay là khác nhau? Dạ nó cùng một phần mềm nhưng mà nó khác cái khác về hai hướng luôn. Cùng một phần mềm đúng không? Dạ. Như vậy thì khi cùng một phần mềm thì học sinh cũng vô được, giáo viên cũng vô được, cán bộ quản lý cũng vô được. Dạ liên sao? Dạ nó dạ chỉ là học sinh sẽ vô được cái phần mềm đó, về cái nó sẽ hiển thị lên cái là nó sẽ lên hai phần, nhưng mà học sinh chỉ vô được cái để coi dữ liệu học tập thôi, còn về cái kia thì sẽ không vô được. Dù vô coi được nhưng mà sẽ không sửa được, tại vì không có cấp quyền sửa. Không được. Bây giờ cái nữa là xử lý dùm cho con coi, chờ bữa nay cô cũng thích học tiếng này, tiếng đầu giờ cô cũng thích học, cô nhờ bạn quét dùm cho cô luôn á, một lần cô cũng lúc quét được nhiều mà, phải không? Cấp độ xử lý dữ liệu nó rất là cao, cùng một thời gian có thể là quét cùng một lúc, vậy bây giờ xử lý làm sao cái đó này? Cái đó thì chúng em chưa có cái hướng sử dụng. Rồi bây giờ là chị hồi nãy là con nói là con cũng học được liên để các bạn vào có môn học đúng không? Dạ. À bây giờ nếu đồng thời cùng lúc nhiều học sinh cùng vào đường liên đó thì có mẫu ra được hay là không? Dạ được. Có nghĩa là sử dụng được hay là không? Dạ được. Thì cái dung lượng là bao nhiêu và mỗi lần học sinh có thể bao nhiêu học sinh có thể tham gia vào cái đường liên đó? Dạ trong cùng một lúc. Đúng. Dạ thì nó bình thường là các bạn sẽ dẫn vô được thôi. Cô cần một cái con số cụ thể chính xác. Tại đây là bài nghiên cứu của mình đó. Thế là trong một thời điểm đó thì bao nhiêu học sinh có thể vào cái đường liên đó để học? Dạ, cô là cùng một thời điểm thì khoảng 50 đến 60 học sinh có thể vô để tham khảo tài liệu. Như vậy thì cái tính khả thi của nó như thế nào? Trong khi đó mỗi một buổi sáng hoặc là mỗi một buổi chiều trường mình có tổng số hơn 1.300 học sinh. Ví dụ như kênh YouTube đó, là có gì và là cô ví dụ như là một cái giờ tối thôi trong một buổi thì có tới khoảng 4 thầy giải toán hoặc là 5 thầy cô giải toán cũng giải, thì tổng số học sinh nó là khoảng 300 thì là sao sử dụng được? Dạ luôn cô, là nếu mà mình sử dụng một cái đó thì học sinh có thể hiểu biết thêm, nhưng mà tại vì là cũng có cái dung lượng nó cũng có giới hạn đó cô, nên là những bạn coi trước thì ra trước mình về, còn những bạn mà chưa coi thì có thể vô sau cũng được, dẫn được. Rồi giờ thầy hỏi, thầy trả lời thầy hai câu hỏi thôi. Thầy hỏi nó nha. Thứ nhất là cái này cái cải tiến để mà mình quét mã QR code đúng không? Mình không dùng mã QR code, mã này dùng cái từ, có nghĩa là nó sẽ bắt được sống và nó quét. Như vậy thì một học sinh có thể dùng danh trùng lập nhiều lần thì cái số lượng học sinh vô thì sẽ tăng hay không? Cái thứ hai, cái trang web này là dùng để tương tác học tập. Như vậy là ai là được quyền đăng nhập ở đây, hay là tất cả mọi người đều ở đây? Cái web là phải là mọi người trên cả quốc gia đã nhận được đúng không? Để em giải thích cho bạn hai cái đó mà. Dạ thưa thầy, là em trả lời câu hỏi thứ hai của thầy trước, đó chính là nếu mà chúng ta vô á là vẫn vô được, nhưng mà cái người mà sử dụng của thầy là mình sẽ được, là mình sẽ cấp quyền, nếu mà chưa cấp quyền thì những người vô đó sẽ không được sửa hoặc là bất cứ cái gì để hư hỏng cái phần mềm của mình hết. Bài câu thứ nhất, ví dụ như em cầm cái thẻ tự của em thì mỗi lần bắt sóng thì nó sẽ điểm danh vậy, nó hiện em lên vậy, như vậy cái số lượng mà điểm danh gì nó tăng lên hay không? Dạ ý này là một thẻ mà em biết hai lần, dạ là không, tại vì nó chỉ nhận một lần thẻ vậy thôi. Nó có thể là gì? Cái thẻ của cái tên trung lập không biết là cái thẻ tên.
tên trung lập á, quét cho nó quét cho nó hiện hiện nữa không, quét cho mày để xác với bạn. Là có bình luận gì hay có biết không thì cái này